Chào các bạn, hôm nay mình trở lại với cái mạch âm ly mini, tiếp tục với yêu cầu của bạn, đó là dùng 13003. Và mình cảm nhận rằng là cái loa này có thể thích hợp nghe trong phòng và nghe trong phòng ngủ. Khi mà các bạn đấu hai con 13003 thì âm thanh nó sẽ chắc hơn. Ở đây phát minh đây là đều do mình phát minh ra, và tất cả các cái linh kiện ở đây mình đều cố gắng, thực ra thì linh kiện nó rất là đơn giản, nhưng mà mình cố gắng làm thế nào cho các bạn tìm linh kiện dễ nhất. Chứ còn linh kiện xung quanh mình thì khá nhiều nhưng mình không có dùng. Kể cả con tụ 10W thì các bạn cũng lấy ở trong chấn lưu điện tử hỏng cũng có. D882 và 13003. Đầu tiên thì các bạn sẽ cắm một con D882 vào và một con tụ 10W vào. Sau đó thì mình sẽ liên lạc giữa chân B của nó với chân đầu vào cực dương của con tụ 10 microfarad. Tiếp theo thì tại chân C của D882 mình sẽ câu ra một cái dây và sẽ câu thẳng vào dương 5V. Tiếp theo mình sẽ lấy hai con 13003. Cái con này có rất nhiều trong chấn lưu điện tử hỏng và các bạn nên lấy cái loại to, nó sẽ hay hơn. Mình sẽ câu từ chân E của D882 vào hai chân B của 13003. Tức là hai con 13003 các bạn sẽ đấu song song, và mình sẽ để sơ đồ ở cuối video. Tiếp theo tại chân giữa của 13003, tức là chân C của nó, mình sẽ đấu hai chân C của con 13003 lại chung lại một, và đấu ra một cái dây màu xanh hơi xanh xanh đó, dây đó chính là dây ra loa. Tiếp theo nữa thì tại chân E mình sẽ lấy dây màu đen và đấu chung hai chân E của 13003 lại với nhau và chạy ra âm nguồn. Tại chân B của D882 mình sẽ câu một con điện trở vào đấy, mà sau khi mình đã cân chỉnh và tính toán rất là kỹ càng thì mình sẽ câu vào đấy một con điện trở, hai con nối tiếp với nhau, một con 22, một con 22k nối tiếp với một con 46k. Hoặc là các bạn có cái con điện trở tầm cỡ 70 đến 80k thì chỉ cần đấu một con thôi.
sau khi mình đã cân chỉnh rất là kỹ. Bài sau thì có thể mình sẽ làm cái mạch nó sẽ nâng cao lên một chút và sẽ thêm một số linh kiện nữa. Vì thế các bạn hãy đón tiếp bài sau. Nếu ai muốn đơn giản thì hãy làm bài này để nghe trong phòng ngủ, cũng rất là hạ âm thanh, cũng rất là không hề có một chút nó mó vào nào mà lại âm nghe cũng rất chắc và hay, nghe vừa đủ, mặc dù là không cần phải không được to lắm nhưng mà nghe ở mức độ nhỏ thì nghe âm thanh rất là chắc và hay, bởi vì hai con D13003 đã được đấu song song với nhau. Còn nếu các bạn mà muốn không có hai con thì đấu một con cũng được, nhưng mà đấu hai con sẽ hay hơn một con rất là nhiều. Còn kết nối rắc cắm vào thì các bạn cứ chập hai dây tín hiệu lại với nhau và đấu vào đầu của vào của tụ. Đầu ra loa thì các bạn sẽ đấu vào hai cái dây màu xanh đưa lên. Các bạn có thể dùng cục sạc để nghe cũng rất là thoải mái, nhưng mà tùy theo từng loại cục sạc. Cục sạc nào mà nói ra cái loại vôn cao cao thì sẽ nghe sẽ hay hơn. Thứ hai nữa là các bạn có thể dùng nguồn 5V của máy tính. Thứ ba nữa là cũng cực kỳ theo từng cái điện thoại đấy. Cái điện thoại cục vạch thì chắc chắn là sẽ không nghe hay bằng cái điện thoại xịn đâu. Xin chào và hẹn gặp lại. Có gì thắc mắc các bạn hãy comment ở bên dưới để mình trả lời. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và rất mong các bạn hãy đăng ký cũng như chia sẻ video của mình. Cho rằng ta vẫn chờ em. Vẫn chờ em, vẫn chờ em, vẫn chờ em.